nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, kép độc hiếm có của làng cải lương. Sau sự ra đi đầy tiếc nuối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mới đây làng cải lương tiếp tục đón nhận tin buồn khi nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời tại Mỹ. Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc qua các vai diễn trong những vở cải lương như Đời Cô Lụ, Lan và Điệp, Người Tình Trên Chiến Trận, Nửa Đời Hương Phấn, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Món Nhuộm Sơn Chùa, Tô Ánh Nguyệt. Bên cạnh đó, ông còn được khán giả đánh giá là nghệ sĩ cải lương vào vai ông hội đồng mượt nhất sân khấu cải lương Việt. Định hướng theo nghiệp cầm ca từ sớm. Nghệ sĩ Diệp Lan tên thật là Dương Công Thuấn, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1941 tại làng Bình Tiên, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, nay là Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp. Lên 8 tuổi, ông đã theo cha là thầy đàn Ba Diệp đi theo đoàn cải lương Tam Phụng. Nhưng cha của Diệp Lan không muốn ông nối nghiệp đàn. Vì người đàn chỉ ngồi sau cánh gà sân khấu nên cha đã tìm thầy dạy hát cho ông. Vào khoảng đầu thập niên 1950, trong đêm diễn vở Lấp Sông Danh tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, nay là rạp Công Nhân trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cải lương Kim Thoa bị ném lựu đạn, có hai người trong đoàn thiệt mạng, cha con của Diệp Lan may mắn thoát chết. Nhưng chẳng được bao lâu sau đó, cha ông bệnh nặng phải bỏ đoàn về quê và mất tại đây. Chịu tang cha một thời gian thì Diệp Lan tiếp tục lên Sài Gòn theo đuổi nghề hát. 12 tuổi, ông bước lên sân khấu trong vở Lấp Sông Danh của đoàn cải lương Kim Thoa, rồi sau đó là Việt Hùng Minh Chí, đến Phụng Hảo Ba Vân. Nhưng đó cũng chỉ là những vai phụ. Cho đến khi được soạn giả kim ông bầu Nguyễn Huỳnh, cũng là bạn của cha ông, đưa về đoàn Hoài Dung Hoài Mỹ Long An, thì Diệp Lan mới được giao vai chính. Đó là vai hoàng tử trong vở Chiếc Nhẫn Kim Cương. Từ đó, tên tuổi của nghệ sĩ Diệp Lan được báo chí, khán giả nhắc đến như một gương mặt triển vọng. Ông từng cho biết vai diễn trong Chiếc Nhẫn Kim Cương là lần đầu ông có mặt trên bảng quảng cáo trước cửa rạp. Năm đó, ông 17 tuổi. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang đà phát triển, Diệp Lan đau khổ khi phát hiện ra bản thân bị vỡ giọng. Không còn hy vọng trở thành kép chính, ông xoay qua diễn kép độc, rèn nghề bằng cách đọc thật nhiều sách và xem phim ảnh. Đầu năm 1962, đoàn Kim Chưởng mời Diệp Lan cộng tác. Vai độc đầu tiên của ông là Thống tướng Bác Kỳ Lộ trong vở Hai Chiều Ly Biệt, soạn giả Phong Anh Thu An. Vở diễn đã thành công vang dội. Ở tuổi 21, Diệp Lan vào vai ông lão ngoài 70 tuổi trong vở Người Anh Khác Mẹ và đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1963. Kép độc hiếm có của làng cải lương. Năm 1965, Diệp Lan bị triệu tập đi nhập ngũ theo lệnh của nha quân dịch thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông gia nhập đoàn cải lương tập thể Sài Gòn 2. Đoàn của ông lưu diễn khắp nơi, kể cả những vùng chiến sự như Nông Bên, Xiêm Điệp, Mặt trận 479. Với kinh nghiệm trình diễn lâu năm, ông được tín nhiệm bầu làm trưởng đoàn 284. Vừa tham gia công tác quản lý, vừa làm nghệ thuật. Nhưng một thời gian sau, ông xin nghỉ làm quản lý và trở về nghiệp hát do áp lực công việc và bệnh tật. Đây cũng là thời gian gia đình ông gặp khó khăn nhiều nhất. Giai đoạn sau năm 1975, Diệp Lan đã đóng một số vở và rất thành công như Trung Sĩ Tám trong Tìm Lại Cuộc Đời, Hội Đồng Dư trong Tiếng Hò Sông Hậu, Lê Quý trong Tâm Sự Ngọc Hân, Lê Xuân Giác trong Tiếng Sóng Rạch Gầm, Ông Nội trong Cây Lẻ Bạn, Ông Hai trong Đàn Ca Tri Kỷ. Sau khi nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003, nghệ sĩ Diệp Lan bắt đầu thôi đi hát. Hơn 50 năm gắn bó cải lương, có hàng chục vai diễn, dấu ấn của ông không phải ở vai trò kép chánh phong lưu, hào hoa, trữ tình, mà nổi bật nhất là dạng kép độc, phản diện, kép lão. Do chủ yếu đóng vai phụ, nhưng lối ca diễn chuẩn mực sắc sảo của Diệp Lan đã khiến các nhân vật của ông luôn có sức hút mạnh mẽ. Nghệ sĩ Diệp Lan có lúc khiến khán giả căm tức trước cái ác, sự bất công khi ông vào vai kẻ có tiền, có quyền, mưu mô, nham hiểm như Hội Đồng Thăng trong Đời Cô Lụ, Hội Đồng Dư trong Tiếng Hò Sông Hậu, cha của Thúy Liễu trong Lan và Điệp. Có lúc, Diệp Lan lại lấy nước mắt người xem qua hình ảnh người cha quê, đậm cốt cách Nam Bộ xưa, ví dụ như vai diễn trong Nửa Đời Hương Phấn. Có lẽ nhân vật Hội Đồng Thăng trong Đời Cô Lụ chính là vai diễn để đời của Diệp Lan. Bởi lẽ ông đã lột tả được tính cách gian xảo lẫn sự bất lực của một người đàn ông thất bại trong mối quan hệ gia đình. Từ ánh mắt cử chỉ đến giọng nói đầy nghiến của nhân vật được Diệp Lan nhấn nhá đến mức nghệ sĩ Bạch Tuyết đóng vai cô Lụ cho biết Hội Đồng Thăng của Diệp Lan là vai khiến cô Lụ đau đớn nhất. Bà Lê Huyền Ái Mỹ, nhà báo kỳ cựu ở mảng sân khấu nhận định,
Trong lối ca bài bản cải lương, nhất là ở những bài thuộc điệu Bát Oán, Diệp Lan và nghệ sĩ Bạch Tuyết là bậc thầy. Họ dày dặn trong xử lý kỹ thuật, họ hiểu biết trong thể hiện nội dung và hòa quyện cả hai yếu tố đó bằng tài năng ca trong diễn, diễn trong ca. Tức biểu diễn bài ca bằng tâm trạng, tính cách, tình huống của nhân vật, những cái tên diễn viên biến mất, chỉ còn tâm hồn, tài năng, sự sáng tạo của người nghệ sĩ ở lại, nuôi dưỡng, truyền đến khán giả. Bà Ái Mị nói. Diễn viên Thanh Nguyệt từng đóng cùng Diệp Lan trong nhiều vở cũng nhận xét, Diệp Lan luôn chuyên tâm nghiên cứu nhân vật. Mỗi khi bước lên sân khấu, ông ấy là nhân vật, chứ không phải là người nhập vai. Kỹ thuật của nghệ sĩ trước đời toát ra từ ánh mắt, cử chỉ, câu thoại. Nỗi nhớ sân khấu nơi xứ người. Sau khi nghỉ hát cải lương, nghệ sĩ Diệp Lan qua Mỹ sinh sống cùng gia đình. Năm 2022, những người bạn qua thăm thì Diệp Lan vẫn đi đứng khá tốt, ngồi thẳng lưng được lâu, giọng nói và bàn tay có chút run rẩy vì mắc các bệnh tim mạch và bệnh Parkinson. Khi đó thì lực của nghệ sĩ gạo cội rất yếu, hầu như không thấy đường dù đã trải qua ca mổ giác mạc. Được gia đình chăm sóc chu đáo, song ông vẫn cố gắng tự thực hiện các sinh hoạt hàng ngày của mình, từ ăn uống ngủ nghỉ, cái nào làm được thì ông không muốn phiền ai. Bà Thu Phong, vợ nghệ sĩ Diệp Lan kể nhiều năm qua, ông mắc bệnh Parkinson, thỉnh thoảng lại lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca. Nhiều đêm anh Diệp Lan ngủ nằm chiêm bao thấy mình trên sân khấu rồi lại ca vu vơ, có khi đứng dậy múa hát. Cũng có lúc ảnh ca lớn khiến cả nhà giật mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vô máu rồi. Anh Diệp Lan nhớ nghề lắm, chắc vì anh xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu vì hoàn cảnh gia đình thôi, bà bộc bạch. Bên cạnh đó, bà Thu Phong tiết lộ chồng nhắc nhiều về Việt Nam, rất muốn về nước nhưng sức khỏe không cho phép. Bà kể có lần vợ chồng cùng mua vé để bay về, nhưng sắp đến giờ ra sân bay thì ông lại bị lên tăng xong đành hủy. Sau hơn 10 năm định cư ở hải ngoại và nhiều năm xa ánh đèn sân khấu, nhưng chưa khi nào nghệ sĩ Diệp Lan thôi nhớ nghề, nhớ sân khấu. Không đêm nào ngủ mà tôi không nằm chiêm bao thấy mình đang hát, đang đứng trên sân khấu. Rồi tôi ngồi dậy tôi ca, nhớ nghề lắm. Cái nghề của tôi là đau óc. Ngày bước ra khỏi sân khấu tôi đau như ai cắt ruột vậy. Giấc ngủ không yên, mình nằm mơ thấy mình đang diễn, nhưng thấy cứ sắp ra sân khấu là lại quên tuồng, ông nói. Vợ nghệ sĩ Diệp Lan tâm sự, nhiều người không hiểu lý do vì sao ông rời sân khấu sang Mỹ nên trách làm ông buồn lòng. Ngày anh được phong nghệ sĩ nhân dân, anh hứa sẽ phục vụ sân khấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mình biết khả năng mình có thể làm nổi không? Hình ảnh người nghệ sĩ hát hay hát đẹp, nhưng tới ngày mình run rẩy thì người ta chỉ thương hại mình thôi, chứ đâu còn thương cái đẹp cái tài của mình nữa đâu. Ảnh dừng là để giữ hình ảnh đẹp. Ở xa quê hương, nghệ sĩ Diệp Lan vẫn luôn hướng về sân khấu quê nhà. Ông thường mở các video cải lương xem cho đỡ nhớ nghề. Nếu có dịp gặp gỡ đàn em sẽ chỉ lại kinh nghiệm vô cùng tâm huyết. Hễ nghe ai qua đời, ông đều thương nhớ xót xa. Ông muốn gửi lời chia buồn cùng gia đình. Ông rưng rưng xúc động khi khán giả tìm gặp và tiết lộ mọi người nhớ mình, mong gặp lại ông trên sân khấu. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ Diệp Lan có lẽ sẽ chỉ còn là kỷ niệm khi mới đây, vào sáng ngày 11 tháng 3, theo giờ Mỹ, ông đã qua đời một cách nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình. Được biết, trong mấy ngày qua, trước khi mất thì nghệ sĩ Diệp Lan cũng rất buồn khi hay tin Phủ Linh, người bạn thuở xưa qua đời. Trước sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nhiều nghệ sĩ gạo cội đã tỏ lòng thương tiếc. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sự ra đi của bậc tiền bối. Vĩnh biệt chú Diệp Lan, còn cảm ơn chú đã đồng hành cùng sân khấu kịch Phú Nhuận từ những ngày đầu thành lập. Tiếp theo đó, chú lại giao em Diệp Tiên, cục vàng của cô chú tiếp tục đồng hành cùng con. Phú Nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và Diệp Tiên. Ơn này con mang theo suốt đời chú ơi, chú về với tổ nha chú. Nhiều sau việc cũng xót xa khi nhận tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời. Diễn viên Gia Bảo viết, vĩnh biệt nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, cải lương đau buồn chưa nguôi lại tiếp tục đau buồn. Trái Tiếu Miêu bày tỏ, hiếm hoi lắm tôi mới dùng từ thần tượng và chắc chắn Diệp Lan là một hảo danh đại tiền bối trong số đó, xin kính tiễn. Diễn viên trẻ Bảo Bảo bày tỏ, lại một cây đại thụ của cải lương về với tổ nghiệp. Em xin chia buồn cùng anh Diệp Tiên và gia đình, con xin cúi đầu kính tiễn nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.